Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thời gian gần đây, tình trạng tôm càng đỏ còn gọi là tôm hùm đất được đưa vào Việt Nam để tiêu thụ làm thực phẩm tại một số địa phương. Đây là loài thủy sản có nguồn gốc ngoại lai, ăn tạp, sống bò dưới đáy, ưa đào hang, hoạt động về đêm, có sức chống chịu và thích nghi cao. Loài tôm càng đỏ không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại. Việc kinh doanh tiêu thụ loài này là vi phạm quy định về đa dạng sinh học và thủy sản. Nhằm bảo vệ môi trường và tránh tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về kinh doanh tiêu thụ loài tôm càng đỏ. Khi phát hiện có phát tán ra môi trường, phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt loài tôm càng đỏ theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học. Đồng thời tập trung tuyên truyền, phổ biến về tác hại của loài tôm càng đỏ đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp, ngăn chặn sự phát tán của loài này ra môi trường tự nhiên. Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trên diện rộng khó kiểm soát. Để đảm bảo việc lưu thông, buôn bán, giết mổ thịt lợn, sản phẩm từ lợn, các địa phương cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và cấp giấy xác nhận truy xuất nguồn gốc thịt sạch, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Từ 2 giờ sáng, khi cơ sở giết mổ nhỏ lẻ của bà Ngô Thị Hương, thôn Nguyệt Viên 2, xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa tiến hành giết mổ lợn, cán bộ thú y xã đã có mặt tại cơ sở để kiểm tra kiểm dịch nguồn gốc lợn, thịt lợn. Còn tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, khi ban quản lý chợ, cán bộ thú y địa phương đến kiểm tra giấy tờ về truy xuất nguồn gốc thịt lợn và các sản phẩm từ lợn, 100% tiểu thương buôn bán thịt lợn đều xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định. Có được kết quả trên, ngoài việc kiểm tra kiểm soát chặt chẽ của lực lượng thú y, tổ giám sát cộng đồng tại chợ, thì bản thân các hộ kinh doanh ở đây luôn ý thức chấp hành và nghiêm túc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo quy định, khi có dịch tả lợn châu Phi, toàn bộ lợn và các sản phẩm từ lợn được vận chuyển, kinh doanh, giết mổ trên thị trường phải có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo an toàn dịch bệnh để tránh bị rủi ro. Trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Sau 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thói quen tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi đáng kể khi đa số đã lựa chọn hàng Việt, hàng Thanh Hóa trong sinh hoạt hàng ngày. Kết quả điều tra nghiên cứu dư luận xã hội do Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện cho thấy 92% người tiêu dùng Việt Nam khẳng định rất quan tâm đến hàng sản xuất trong nước, 63% người tiêu dùng khẳng định sẽ ưu tiên sử dụng hàng Việt, 54% người tiêu dùng khuyên người thân, bạn bè lựa chọn sử dụng hàng Việt khi mua sắm. Tại Thanh Hóa, theo đánh giá của các ngành chức năng, khoảng 80% người tiêu dùng Thanh Hóa đã ưu tiên lựa chọn hàng sản xuất trong nước, đặc biệt là hàng sản xuất trong tỉnh. Dần dần thì nói chung là mình cũng có cái nhu cầu là ủng hộ hàng Việt hơn. Chất lượng nó cũng ổn, giá cả nó cũng phù hợp. Các doanh nghiệp về ở Thanh Hóa mình ạ, nói chung là vài năm về đây là thay đổi về mẫu mã này, chất lượng này, hình thức đã đẹp hơn so với ngày trước. Để đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng, Thanh Hóa đã xây dựng hàng chục điểm bán hàng tự hào hàng Việt, đồng thời tăng cường thu hút, phát triển hạ tầng thương mại, tạo thuận lợi trong kinh doanh tiêu dùng cho người dân. Tuy nhiên, để cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt thực sự tạo sức lan tỏa, thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân, các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát, minh bạch thị trường hàng hóa. Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp Việt cũng cần chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để lấy được niềm tin của người tiêu dùng. Đến 17 giờ ngày 23 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn đã hoàn tất việc thu nhận hồ sơ dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Năm nay có 900 thí sinh đăng ký dự thi vào trường, giảm gần 200 thí sinh so với năm học trước. Trong đó, hai khối chuyên có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất là tiếng Anh với hơn 200 thí sinh đăng ký trên 70 chỉ tiêu và văn với 125 thí sinh đăng ký trên 35 chỉ tiêu. Mới đây, tại khu vực bản Sẩm Phan Khong, huyện Mường Hiệm, tỉnh Hủa Phăn, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn đã bắt quả tang đối tượng Thạo Tông Li Va, sinh năm 1962, trú tại bản Piêu, huyện Mường Khăm, tỉnh Siêng Khoảng, Lào, đang vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp. Qua công tác điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận đã mua và vận chuyển số ma túy nói trên về khu vực biên giới Thanh Hóa, Hủa Phăn để tiêu thụ. Hiện Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao người và tang vật cho Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Thực hiện kế hoạch đấu chạm biến áp 5 ngạn di chuyển khoảng cột 6 đến cột 13 lộ 371, cột 11 đến 18 lộ 472 trạm 110 kV núi 1 của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Điện lực thành phố Thanh Hóa thông báo ngừng cung cấp điện đối với các phụ tải được cấp điện từ trạm 110 kV núi 1. Thời gian, địa điểm cụ thể như sau. Ngày 26 tháng 5 năm 2019, ngừng cung cấp điện từ 4 giờ đến 15 giờ 30 với các phố. Khu vực phường Hàm Rồng, Đông Cương, nhà máy nước Vồm, khu ngõ 270 Bà Triệu, khu Bình Minh 2, đường Trần Hưng Đạo từ phường Nam Ngạn đến cầu Hàm Rồng, mặt bằng 08, Nguyễn Tĩnh, Ba Tân, Âu Thuyền, Phan Đình Phùng, Bệnh viện Thanh Hà, tỉnh đội, đường Bà Triệu từ Bưu Điện đến ngã Ba Đình Hương, Chu Văn An, khu Mai Xuân Dương, đội cung, Nguyễn Trường Tộ, khu nhà thờ, Cao Bá Quát, Thọ Hạc, Lý Nhân Tông, Hàng Đồng, Nguyễn Du, Cao Thắng Cụt, Viễn Thông Thanh Hóa, Phú Thứ, Tân Thảo, Tân Lập, Trần Xuân Soạn, Ỷ Lan 123, Trần Nguyên Hán, Ngô Quyền, Trần Quốc Toàn, Quán Giò, Chu Văn An, Tô Vĩnh Diện từ Sở Lao động Thương binh Xã hội đến đường Bà Triệu, Lê Hoàn từ Vincom đến Hiệu sách Nhân dân, Hàng Đồng, đường Trường Thi từ Công an thành phố đến Ngô Quyền, khu đô thị Đông Bắc Ga. Vậy Điện lực thành phố Thanh Hóa thông báo để khách hàng sử dụng điện trong khu vực được biết, tiện bố trí sản xuất và sinh hoạt. Nếu trường hợp mà nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 36 độ C thì Điện lực thành phố Thanh Hóa sẽ tạm hoãn không cắt điện. Mọi chi tiết cụ thể đề nghị quý khách hàng liên lạc qua số máy điện thoại 023-722-10211. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Cùng với việc điều chỉnh huy động thủy điện linh hoạt theo lưu lượng nước về và nhu cầu phụ tải, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã huy động tối đa các nhà máy nhiệt điện than, tua bin khí khu vực miền Nam và các nguồn điện chạy dầu để bảo đảm việc cung cấp điện trong các tháng cao điểm mùa nắng nóng và cả năm 2019. Thời gian tới, EVN sẽ đẩy nhanh đưa vào hoạt động các dự án điện mặt trời, gia tăng nguồn nhiên liệu khí cho phát điện. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép Bà Rịa Vũng Tàu cùng lực lượng chức năng vừa khám xét hai container hạt điều sấy khô từ Nigeria nhập về nơi nhận là công ty trách nhiệm hạn dịch vụ thương mại Nam Hà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi cắt niêm phong, lực lượng chức năng phát hiện 100 bao đựng gần 6 tấn vẩy TT được cất giấu sâu trong container, phủ bên ngoài bởi các bao chứa hạt điều. Theo ước tính, số vẩy TT vừa bắt giữ có giá hàng chục tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ số hàng để tiếp tục xử lý. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị và công an tỉnh Savannakhet, Lào vừa phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng mang quốc tịch Lào đang vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Tang vật thu giữ được gồm 100.000 viên ma túy tổng hợp, một ô tô bán tải mang biển kiểm soát Lào và một số giấy tờ tang vật quan trọng khác. Cả 3 đối tượng đều khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào, sau đó được xé nhỏ rồi tìm cách đưa qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ. Khoảng 3 giờ sáng nay, tại km 179 100 thuộc quốc lộ 25, đoạn qua tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô khách khiến 7 người phải nhập viện. Vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 81B00514 do tài xế Trần Ngọc Vinh điều khiển chở 19 người chạy theo hướng từ thị trấn Chư Sê đi huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, va chạm với xe khách biển kiểm soát 47B01770 do tài xế Phan Trọng Đông điều khiển đi trên đường tránh qua địa bàn huyện Chư Sê về Đắk Lắk. Trên xe đang chở 14 người. Cú va chạm mạnh khiến 7 người trên 2 xe khách bị thương nặng, trong đó có tài xế của 2 xe. Sáng nay ngày 24 tháng 5, trạm thu phí BOT T2 trên quốc lộ 91 thuộc phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ phải 3 lần xả trạm do nhiều tài xế lại tiếp tục dừng xe để phản ứng về việc mua vé, khiến giao thông quanh khu vực bị ùn tắc. Được biết, chiều hôm qua 23 tháng 5, nhiều tài xế cũng đã dừng xe để phản đối về vị trí đặt trạm T2 và mức thu phí tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.